Còn ngoan lắm. Ông già Noel này khổ à. Chào cả nhà. Thì bữa nay là chuẩn bị tới Noel cả nhà. Cái hai chồng mình á phối hợp. Bữa nay hai nhỏ con gái của mình được nghỉ á, nên tặng quà cho nó. Bây giờ mình sẽ giả làm Noel, giả làm ông già. Đi vô tặng quà thử hai nhỏ nó nhận ra không nha, cho nó bất ngờ. Bữa nay hai nhỏ nghỉ học nè. Mới mua bộ đồ Noel luôn cả nhà. Bộ này 200 ngàn. Cả mũ, cả râu, cả ghia luôn nè, 200. Bà vợ bà đang dụ hai nhỏ trong phòng á. Các bà không? Bà giấu sợ nó thấy. Cái này nó nhận ra không bà? Chắc không nè. Bây giờ không biết là nó có nhận ra mình không nữa. Bây khi bận đồ vô á là bịch nhà lại bít bít chân à. Không biết là nó biết không. Nhưng mà kệ coi thử nó biết hay không. Giờ hai hộp quà của hai chồng mình mua cho nó nè. Cái này là của Kim Ngọc, là của nhỏ chị. Kim Ngọc. Đây vô đây. Của Kim Cương. Kim Cương là của nhỏ em, là cà gót. Kim Ngọc là cà chua. Nếu người ta sợ nó biết không mày, giả giọng. Giả giọng làm giọng già. Biết không? Hả? Chắc không đâu. Biết biết thì kể đi. Để đồ đi trước cả nhà, bây giờ mình khoan. Bây giờ mình sẽ đi vô chổng, mình giả bộ mình nói là với nó là mình đi ra giường hai nhỏ á, cho đừng đề phòng. Đi gối à, khoan đi vô chổng cái liền hả, bận đồ vô. Để chạy đầu nè. À, bây giờ nè, hai con ở đây chơi với ngoại với mẹ nha. Cha đi chơi giường cho bằng cỏ ra đó nè, cho bằng cỏ nha. Nghe rồi chút cho vô nha. Bye bye. Bye bye cha. Bye bye nè. Bye. 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 Hai công chúa bữa nay đi cho đi ra trời chơi. Bữa nay nghỉ học. Rồi cha mẹ chạy đầu cho. Để chặt cái tre cái nhà. Làm cái gậy. Ông già mới có gậy mới được. Cái này được không? Gì dài quá. Hả? Dài quá. Dài hả? Đi nè. Ok, rồi đi ngoài bận áo vô. Đi bận bộ đồ Noel vô cái nhà. Chồng vô ta. Có thử mặc thử chưa? Chưa. Hôm qua lấy không bận thử luôn. Xách vừa mà. Cái đồ này lớn thì nó size 1 thôi. Xách vừa. Có những quần. Có râu không? Có mua râu. Râu nè. Râu với cái mũ không là 50 ngàn, cái nhà mua riêng, còn mua đồ này không 150 nè. Không biết mắc hay rẻ nữa, mua đại. Tại vì giáp Cà Mau mua luôn là mới có, nó giá ở đó mà, là rẻ nhất rồi. Không biết đâu, dễ gì đâu biết. Tàn tao đi không ta? Thế không, ông già mà, không, không. Mấy ông phát quả tao đi không? Không. Đi không đó hả? Râu. Râu 30 ngàn nè. Cái nón không 20 mà 50 nè. Mắc dữ thiệt. Đừng đeo sao. Ở cái này đổi vô máng làm sao nè. Thấy nào? À vậy đó. Thấy không? Vậy? Đứa mũi vậy nở. À. Thấy không? Nhìn nhận ra mà nhận ra không? Không. Còn nữa, còn nữa. Chào, ok chưa? Ok đó. Dễ biết, biết không? Không. Được con ơi, giờ ông thân qua nè. Biết không? Rồi, rồi. Rồi dép bỏ đây luôn đi, nó nhìn tôi dép nó biết à. Hả? Nó ổn chưa? Ổn rồi đó. Ok không? Chắc không phải? Chắc rồi. Nó dễ nhận ra lắm mày ơi. Một con ra ông tận qua nè. Đó, con ơi. Ra ông tận qua. Không biết nó biết đâu. Không có nó dày, không có nó dày nó được quá.
nữa. Bây giờ là thằng Út phải chạy vòng ngoài trước ha. Mày chú chỗ với chị mày á, chúng người đang chạy đầu nó hay làm gì cho nó bất ngờ á. Cái anh đi vô bất ngờ chứ, bây giờ mày đi theo tao rồi nó biết. Giống mày đang quay cái gì của nó thôi. Phải không? Chứ bây giờ Út đi theo mình là nó sẽ biết ở nhà. Bây giờ cho Út chỗ quay hai đứa nhỏ trước đi. Ở nhà bây giờ là mình sẽ ngồi để mình chờ ha. Bây giờ mình sẽ ngồi để mình chờ, chừng nào nó ra ám hiệu thì mình mới lội vô chổng. Giờ hai chị em nó biết chổng quay cái gì chổng nữa. Nói chung phải ngẫu nhiên mới được. Còn hai đứa nhỏ bây giờ nó có nhận ra mình hay không thì để coi thử nó nhận ra không. Chứ theo mình suy nghĩ là nó sẽ không nhận ra mình được đâu. Bởi kia nha, vì đây còn đeo thêm cái đen nữa nè. Trời ơi, mình nhìn vô mình còn nhận không ra mình nữa. Nhưng mà kệ, coi thấy hai đứa nhỏ là sao. Bây giờ chờ coi mấy chị em nó ra ám hiệu mình sẽ chạy chổng mình quay. Không, mình không quay. Rồi cho Út nó quay mấy đứa nhỏ chổng mình đi vô bất ngờ. Còn cái máy này mình sẽ không đem theo luôn. Nói chung là mình không đem theo gì hết, cho ở chổng tự quay đi. Rồi xong mình đi vô bất ngờ. Như vậy hai đứa nhỏ nó mới không có biết chứ. Quay bậy bạ nó biết liền á. Hai nhỏ nó cũng thông minh lắm. Thôi giờ đợi hai cái nhà. Kìa kìa, cậu quay kìa. Ôi, hai chị em đút nhau ăn ta. Mẹ đâu có. Mẹ không có. Ngồi trên giường đi. Anh dài như em hả? Có trường á. Vậy hả? Ờ. Ở trên trường sao con? Hả? Ở trên trường sao? Con dì hả? Ờ, không cho gì con ăn. Cho bà với cô Tẹo. Ừ. Không dài nước em nó gì chị? Không dài ăn kẹo cao. Rồi. Cho mấy cục kẹo. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Ngồi đi mẹ, làm cho ảnh nè. Mẹ rốt rồi. Rồi, đang quán đi. Đừng ngồi xuống. Đừng xuống. Anh đứng ngồi đi. Anh đứng ngồi đi con. Ngồi trên giường nè con, leo lên rồi. Ngồi nhân kim cương nè. Ngồi kim cương cương nè. Phải không? Ui, ông già Noel nó đâu có vậy? Ông biến ở đâu ra vậy? Ngồi rồi, có chuyện không? Bắt chuyện không? Sợ không? Hả? Mừng không? Uống kiếu ông già Noel đi. Ông già Noel cho con bà. Ông già Noel cho con bà. Cơm cháu của ông ra ông tặng quà. Hồng ăn đi, Hồng dành em đi. Đi. À, ông mệt quá. Gì? Hả? Ai vậy? Ông dành em kìa. Bữa nay ông tới cho quà con đó. Dạ. Dạ con có ngoan không? Có ngoan không? Con có ngoan không? Nói. Có ngoan. Dạ ngoan. Sao? Hôm nay ông tặng cho các con quà, các con có vui không? Có vui không? Nói vui không? Giỡn tay, giỡn tay, bỏ một bánh luôn. Đó kìa kìa, đổ mà vui quá rồi. Các con có đi học ngoan không? Bánh tay lại hậu ông đi. Nhắm mắt lại. Bấm mắt lại lấy cho quà. Con lấy quà cho chó hai bé đi con.
con ngoan lắm, con ngoan lắm. Ông già Noel này khổ à. Quá thích không? Ông già Noel ở trên trường xuống kiếm con luôn hả? Ông ở trên trường xuống tặng quà cho con. Rồi, rồi sao ông già Noel tặng quà rồi con nói sao nè? Con nói sao? Cảm ơn ông già Noel. Hả? Cảm ơn ông già Noel. Lại ông ôm cái ông đi phát quà cho mấy đứa khác nữa nè. Các con ông thương quá. Vui không? Vui không? Bye bye. Bye bye. Ông đi mất tay nhau. Ông vui quá. Ông đi nha. Ông biết đi rồi. Vô, vô, vô. Ông đi nha. Nãy ông già Noel đưa con nói sao? Thấy sao? Thầy con Linh Lộc. Nè, có Linh Lộc cái này giả. Ủa? Giả đâu? Ai làm ông già Noel vậy? Giả. Dạ. Vậy? Phải sao? Sao con biết? Ông già Noel giả thật chứ. Hả? Sao biết ông già Noel giả? Ông già Noel thiệt đó. Ông ở trên trời ông biết xuống ông cho quà con đó. Con nói con học ngoan, con học giỏi. Ông già Noel biết cho quà. Không có đâu. Vậy chứ sao? Không có đâu. Sao con biết giả? Con coi trong TV là giả hay thật á? Dạ con coi trên TV là giả. Ôi, rồi giờ ông già Noel phát quà cho con đây con có vui không? Cái nghe tiếng nói. Hả? Vui không? Nghe tiếng nói. Nghe tiếng nói hả? Nghe tiếng nói là ai? Chị cha. Ông già Noel mà. Chị cha. Ông già Noel. Cha. Ông biết ở trên trời biến xuống đó. Nói chuyện còn rung còn rung mà. Ông biết chuyện còn rung còn rung mà. Cha vô rồi con hỏi cha coi nha. Có phải không nha? Nha. Ông ở cái ông này nói chuyện gung gung mà đâu phải cha con. Sao con? Phải không? Nè xây qua đây nè. Hả? Nè phát quà cho đứa thùng quà mà cái gì cộng gì. Rồi thôi thôi thôi. Rồi rồi. Rồi bây giờ con nói này, ông già Noel nó là ai? Là cha. Hả? Chùa. Cha. Ông già Noel. À, ông già Noel. Cái này nó là ông già Noel. Ờ ông già Noel. Cha. Thì sao con khẳng định là cha? Cha mặt trời. Thì đồ đó ở đâu có? Đồ đó đâu có mà cha mặc, cha đâu có làm gì có đồ đó. Có. Ở đâu? Ở nhà có đâu? Nghe tiếng. Nghe tiếng nói. Nghe tiếng nói. Nghe tiếng vui không? Bữa nay nhận thường vào bữa gì nè? Bữa con à, vui không? Đúng rồi nè, chú Tâm mẹ mua hả? Mẹ đâu có mua. Ông già Noel tặng mà. Mẹ, ông già Noel tặng cho con mà mẹ mua hồi nào? Mẹ mua hồi nãy ăn cho mẹ chưa cho tao á. Đâu phải. Mẹ mua tặng cho con quá. Cái gì? Có gì đó không à? Nè, chữ gì đây? Ít nè. Chữ gì? Chú Mon. Chú Mon. Vui không? Chút xíu để chờ cha về mình khu quà nha. Chút xíu để chờ cha về mình khu quà. Nãy giờ. Hả? Nãy giờ. Vui không? Nãy giờ mẹ ơi. Bữa nay vui không? Nói đi, nói vui không? Vui. Lẹ vô chỗ. Nó biết mày, thằng mày nó biết không? Chứ không biết đâu. Thả lẽ vô nhảy chồng. Để. Lục đại đi. Giờ vô chồng. Giờ mày vô chồng quay trước đi. Quay nó bỏ quà hay gì đi. Tao luồn vô hè nó chạy sao? Mới à, ăn bánh đi con. Để bánh ăn đi. Bánh nhà lắm. Nhá là nhá, ăn lại đi. Mẹ ấy lửa cho ấm nha, sưởi ấm nha. Bữa nay là Noel nè. Đâu? Cha đó, con thấy đó chị kìa. Cha là bà cửa mà. Cha mẹ mới măng cỏ hồi nãy giờ mà. Măng cỏ mới vô kìa. Má bà cỏ nó lên quá trời rồi. Lên không ăn? Lên quá. Cha ơi, hồi nãy ông già Noel chở lại cho ta mắt. Hả? Sao? Nhà Noel chở lại cho ta mẹ. Ông dặn đi anh tặng quà con hả? Dạ. Ông già Noel vô tới đây luôn hả? Nãy thấy ông già Noel bụ vậy đó, khung hết trơn rồi. Có ông già Noel vô luôn hả? Ông già Noel xuống dưới đó.
Ông già Noel đó đâu? Có tặng em Cương không? Đâu bạn em Cương đâu? Đâu cho coi ai? Đưa cho cha con ra coi đi. Ủa hai ông bà bự luôn nè. Hả ơi. Con vậy là con học ngoan học giỏi rồi. Cha. Hả? Cha mặc đồ ông già Noel á. Không có cha đâu mặc già đồ ông già Noel đâu. Cha nãy ra qua vườn đó kìa. Cha mặc đồ này nè. Cha làm gì có đồ ông già Noel. Cha đâu có tiền mua đồ già ông Noel. Ủa giờ khui ra ha. Giờ khui bà ha. Vui không con vui không? Ủa ông già Noel không có tặng quà cho anh với em hả? Không, tặng cho hai đứa nhỏ không à. Ông già. Tụi con cho mẹ không mua hai cha mẹ ơi. Hả? Cho mẹ không mua cha mẹ rồi. Tiền đâu mua? Cha mẹ đâu có quà đâu, cha mẹ mua cho cha mẹ. Bây giờ ông già Noel tặng cho con với em mà không có tặng cho cha mẹ, bây giờ khui quà con ghê à. Con ngoan không? Ông già Noel vô tặng con vui không? Ừ. Thích không? Ừ. Học giỏi, học ngoan, nghe lời luôn, mốt già Noel tặng nữa ha. Ừ. Ừ. Dạ khui ra ha, khui ra ha. Ừ. Dạ khui ra, khui ra. Dạ con tự khui đi. Hai đứa tự khui đi. Con tự tìm cách con khui vào. Con cảm ơn ông già Noel chưa? Dạ. Rồi ạ, cảm ơn sao đâu. Cảm ơn ông già Noel sao đâu. Ông già Noel hôn con mà. Hôn con luôn hả? Ông già Noel hôn con luôn hả? Ông già Noel hôn con mà. Ông già Noel có ông Kim Cương không? Ông già Noel có ông Kim Cương không? Có không? Con ngồi đàng hoàng lắm. Ngồi đàng hoàng. Giờ khui quà nè, tập trung khui quà để đồ ăn vào bên đi. Khui quà ra coi trong đây có gì đây nè. Khui quà. Tôi trong coi đây có gì. Rồi đây nè. Rồi đây nè. Rồi đây nè. Trà sáng nè. Mở quà nè. Mở quà nè. Mở quà nè. Sáng trời không? Sáng. Vô nè. Giờ lấy đồ mở quà. Bây giờ mở quà cũng vào đây anh thử nha. Trời trà khoái quá à. Cho cha với mẹ không? Không không, của con. Của con này cho khui cho con chứ cha đâu lấy đâu. Nô 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 của con nô nô. Đây mẹ khui ra cha. Khui con gỡ nha ha. Bí mật nha. Coi cái gì trong đây. Mình mắt lại, mình mắt lại bí mật. Gói gọn lên đây cha là cho dễ thấy nè. Đó bịt mắt đi, bí mật kìa, bên đây kìa. Hai coi ông già Noel tặng cho hai đứa cà chua và cà gót cái gì đây. Học giỏi ông già Noel nó tặng nha. Hả? Hả? Quay quay mũi kéo qua kia. Quay quay. Quá trời quá ông già Noel tặng rồi. Vui không? Nãy mừng không? Thấy ông già Noel sợ không? Không. Có thể. Con sợ không? Sợ già Noel không? Quá. Cái gì bự dưới ta? Quá giọng hoài này, già Noel này tặng đồ bự quá trời. Ui. Cái hộp bự quá. Phải không? Cảm ơn già Noel chưa? Có cảm ơn không? Dạ. Có mà. Sợ rồi, ông già Noel sợ rồi. Đúng không? Ông già Noel đâu có đâu sợ, không thương không cho quà đó. Lại đi. Kéo lại luôn đi. Đi đi đi. Đâu, quá sợ quá. Gắp cái hộp quà nữa. À, bột bắp. Hôm qua là bột bắp. Rồi đây đây cái đó nữa. Đây, tô phở nè. Đói chưa? Đói chưa? Đói chưa ăn phở nè. Trong đây có tô phở nè thấy không? Tô phở không? Đồ tô phở nè. Hả? Đồ chơi. Con muốn gì? Có đồ chơi. Dạ con muốn gì? Con muốn gì nói đi. Chua. Đồ chơi gì? Đồ chơi. Dạ con không muốn ăn nè, nè tô phở nè. Ông dạo em tặng cho Kim Cương tô phở nè. Con chịu không? Chịu tô phở nè không? Chịu tô phở không? Ăn nè, ăn phở nè, tô phở nè. Ăn phở đi, Kim Cương ăn phở đi. Nè, Kim Cương chị ăn phở không? Sao vậy? Sữa. Con nhỏ này cái gì đây? Ô, hộp sữa của Kim Cương, của Ngọc là hộp sữa nè. Chịu sữa không? Chịu sữa không? Bắt đầu nhắm mắt nè. Chưa, còn cua trong đó, cua trong này, nhắm mắt đi, còn trong nữa. Để cua của con trước nè. Cua của Ngọc trước này, Kim Cương không? Nhắm mắt nha, nhắm mắt nha. Con bỏ này xuống đây, con chuẩn bị ăn quà đi rồi, rồi coi ấy nữa. Chuẩn bị lấy quà ăn kìa. Cỡ, cỡ đi. Giờ cho chưa cho ngoại cầm nó đi. Cho ngoại cầm nhắm mắt nha. Cỡ rồi, cỡ rồi. Nhắm mắt lại, nhắm mắt thôi, nhắm mắt của chú Ngọc nè. Nhắm mắt lại, tôi còn nhắm mắt đây. Nó khơi luôn quay ra ngoài, quay ra ngoài đi. Chú Ngọc nhắm mắt lại chưa? Úp vô ngoài. Nhắm mắt lại. Bắt đầu nha, xong gấp trò hai rồi. Đứa mở gà lượt. À, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, bữa nay vui không? Rồi, nhắm mắt rồi. Nhắm mắt lại chứ. Nhắm mắt lại chứ. Nhắm mắt lại, bịt mắt lại. Họ không bịt mắt là không cho quà. Nhắm không? Rồi, bắt đầu nè. Nhắm mắt lại nè, mày khui lên tôi tự mở nè. Tự mở nha. Ngồi đàng hoàng, ngồi đàng hoàng. Ngồi đàng hoàng, mở. Rồi mở ra coi. 1 2 3 mở. cái gì cứng cứng cứng. Con này diện lấy ra. Khui ra tự khui nè. Có con diện lấy ăn này đưa cho mẹ này, mẹ khui ra. Rồi có con đâu? Cho con.
phải không? Thích luôn đó. Nè, phe cô chú phe các bạn đi nè. Ôm mày, ôm bé đây. Thích không? Con thích không? Thích không? Vui không? Vui không? Cơm màu gì ta? Con này chút hả? Cái này màu gì vậy? Màu gì? Vui không? Màu gì con? Màu gì ta? Màu hả? Màu gì? Cái này là gì? Chơi sao? Chơi sao? Mở nè, mở chơi nha. Chơi sao? Đây. Cảm ơn nhà em đi, con cảm ơn nhà em. Lớn lên. Cái lớn lên này. Nè. Cố kim ngọc màu, cố kim ngọc màu gì ta? Màu không? Cái bớt của nó đó con. Ngọc. Đây nè, bánh gì đây? Bánh pizza. Đeo vô cho nó, tại vì nó quải cái bớt nó đi chơi nè. Thích không? Thích không? Ừ. Con nhỏ em tặng quà con thích không? Đẹp quá. Bữa nay được con nhỏ em tặng quà. Ghê không? Ghê không? Ờ, nó chớp mắt nè. Chơi nhớ tắt chơi. Vui không? Ẩm này, ẩm này, ẩm đưa không? Ờ, ờ, ờ đi. Con cô chú. Ôm nè. Cảm ơn các cha, cơ kia nhìn tất à. Cho cô phe đi. Các bá. Các cô, các chú, các bạn, các bạn, con có đồ chơi nè, con cảm ơn già Noel. Rồi bây giờ cha đi ra vườn cho mần cỏ nè. À, rồi à, hai đứa ở đây chơi nha, cha đi ra ngoài rồi nhớ học ngoan nha, học giỏi, năm sau ông già Noel tặng nữa, biết không? Được không? Vui không? Vui. Vui hả? Mẹ con có dài nè. Ừ, nó có dài nữa nè. Nó được không? Ừ, không. Còn con vui không? Vui không? Quá. Thích không? Ừ, nó thức rồi đó, con đỡ nó ngồi vậy là thức để nằm đỡ ngủ. Có cây đồ chơi nè. Bây giờ ăn bánh nè, xôi bánh nha ha. Rồi, bây giờ đứng lên, đứng lên, cảm ơn đi. Cảm ơn cái nữa là cha tắt clip cho đi ra vườn nè. Bữa nay em vào đây em tặng quà đã quá. Chị em đứng lên ẵm em bé, đứng lên. Tắt nhạc đi con, tắt nhạc đi. Không nhận tắt đi. Tắt nhạc đi rồi, con cảm ơn cô chú, cảm ơn các bạn. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn ông già Noel. Cảm ơn ông già Noel. Rồi. Rồi. Bye bye. Bye cả nhà. Bye bye. Bye. Vui không? Ờ ngồi xuống chơi đi, ngồi xuống chơi. Mở gì có mở không cho nó ngủ cái vậy? Được nó mở mắt ra nữa. Ngủ mắt kìa. Nhắm mắt rồi đó. Đâu có cà gót đâu. Cho ngủ gì đó hả? Không đắp mệt nha em. Đắp mệt nha em đi con. Để em lạnh. Đó con học giỡn vào nên em tặng quà thấy không? Chặt bây giờ đó. Gì? Cái bộ đồ này giao em cất nha, không cho thấy luôn nha. Cất luôn, giấu luôn. Phải giấu mới được chứ để năm sau chơi tiếp. Nó đầu nó chổng như ngoại vậy. Chổng chổng ngoại đó. Nha, nhớ cất cho kỹ nha. Biết rồi. Nhà bộ đồ này giờ cất cho kỹ năm sau hãy cho đồ quà nó tiếp cho để nó biết cái là nó nghi. Ê, vô nó đây, không phải, nó là cha đó, ông già nó giả. Ông nào? Ai đứa con nói? Ta chưa gót. Gót hả? Nhỏ em đó hả? Nhỏ em á. Nhỏ em nó tình mắt lắm. Nhỏ em. Cái này à, nó nghe tiếng nó biết. Mà nhỏ chị biết không? Không. Nói chị nè, ông dạy nuôi em thiệt đó. Vậy là con Kim Ngọc không biết ở nhà con Kim Cương á là nhỏ em nó biết. Nhỏ nó khùng, nó tình ý lắm. Nhưng mà nó cũng nghi nghi thôi chứ hồi nãy vô nó cũng nghi nghi nói thôi. Mình nói là ông dạy nuôi em thiệt nó đâu biết đâu, anh bận đồ vô đi lại mà. Không, mà nhìn giống thiệt luôn. Mà tại sao anh tự nhiên bỏ dép nữa đi? Ông dạy nuôi em bỏ dép hả? Không, đứng dưới mà dậy không có nó dậy. Dây đen trong nhà đâu? Bỏ gì quên tiêu. Thế thì bà. Thế chung ở nhà thì hai chồng mình bữa nay là hai bữa nay 23 thì mai 24 là mai Noel phải không? Nhưng mà tặng trước nó ngày. Thì cũng như ngày Noel đó cả nhà. Thì mua bữa nay hồi chiều tối hôm qua đi mua bộ đồ này, giấu đi mua bộ đồ này lén. Đầu tư, có đầu tư. Bộ này thì 200.000. Nói chung là cũng cố gắng tạo cho nó có không khí tuổi thơ cái nhà. Chứ hồi nhỏ hai chồng mình làm sao biết con già Noel được tặng quà thế này đâu. Hồi đó không có, không biết luôn á. Nên hai chồng mình giờ kệ, dù sao cũng cố gắng cho hai đứa nhỏ nó có một cái gì đó để nó nhớ lại. Chứ để nó lớn nó biết được rồi, hồi đó cũng tặng quà già Noel được tặng rồi gì đó. Chứ để hai chồng mình hồi đó thì cũng hơi buồn. Kệ bây giờ tạo cái này kia cho nó biết, tặng cho nó nhớ lại. Tặng nửa lớn đó, nó coi lại nhớ lại nó biết à. Thôi cả nhà thì bữa nay thì tạm thời kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà đến sau cả nhà. Cả nhà hãy dành cho vợ chồng một like, chia sẻ đăng ký kênh và bật chuông thông báo cả nhà. Bye bye. Bye.